Xin kính chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 34 của bộ truyện Tiên Hiệp Đế Tôn, tác giả Thạch Trư qua giọng đọc của Khánh Duy. Trước khi các bạn nghe chuyện, hãy nhớ ấn like và share video để ủng hộ cho kênh. Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe. Lại nói bên trong thất bảo lâm hết thảy đều khổng lồ. Thời điểm Giang Nam vươn người, vóc người rất cao, so với người bình thường còn cao hơn nửa cái đầu. Thế nhưng đi ở trong núi rừng, phảng phất mình biến thành con kiến nhỏ. Cây cối nơi này, một mảnh lá cây liền so sánh với người còn lớn hơn rất nhiều, một đóa hoa cũng liền cao hơn người. Đây thật sự là thất bảo đạo đài của một vị cường giả sao? Giang Nam có chút nghi hoặc, nơi đây hết thảy lộ ra vẻ vô cùng chân thật, cùng thế giới chân thật không giống nhau. Thật sự không cách nào làm cho hắn tin tưởng nơi đây không phải là thế giới chân chính, chỉ là thất bảo đài của một vị cường giả tu luyện. Linh khí nơi này thật là nồng nặc. Hắn hít vào một hơi thật dài, chỉ cảm thấy thiên địa linh khí cuồn cuộn mà đến, nồng nặc đến chí cực. Toàn thân 108.000 lỗ chân lông không khỏi thư sướng. Nơi đây so sánh với Linh Sơn tầm thường cũng muốn nồng nặc hơn mấy lần. Hắn cũng không có cảm giác được bất kỳ áp chế. Bất quá những cường giả tu vi cao thâm khác mới vừa tiến vào trong môn hộ, tu vi liền lập tức bị áp chế ở thất bảo đào cảnh. Giang Nam bấm tay gảy nhẹ, chành một tiếng, một đạo chỉ phong phá không bay ra, đánh ở trên đại thụ phía trước. Gốc đại thụ kia không bị trường phong của hắn xuyên thủng, chỉ đâm ra lỗ nhỏ sâu 3-5 thước. Ta một quyền có thể đánh nát được không khí, cong ngón tay búng ra liền có trăm long lực, bảo khí bình thường cũng sẽ bị ta đánh cho bị thương, lại vẫn không cách nào đem một cây đại thụ xuyên thủng được sao? Trong lòng Giang Nam khẽ động, nơi này cây cối chỉ sợ có thể cùng bảo khí sánh ngang, phóng ở bên ngoài chính là thiên tài địa bảo, dễ dàng có thể luyện thành bảo khí rồi. Hắn không khỏi hít vào một hơi lãnh khí, nơi đây khắp nơi đều là rừng rậm, chỉ một cây cối này chính là một khoản tài phú không cách nào tưởng tượng. Hắn lấy tay đem một khối núi đá lấy ở trong tay, dùng sức mà sờ. Lúc này mới đem tảng đá bóp nát, hiển nhiên những núi đá này tính chất cũng rất cứng rắn, cơ hồ cùng bảo khí là đồng cấp. Huyền đô thất bảo lâm quá biến thái, từng cọng cây ngọn cỏ cũng là linh vật, thậm chí ngay cả tảng đá cũng có thể dùng để luyện chế bảo khí được. Khó trách nhiều người như vậy lại xua như xua vịt muốn xông vào đây. Ánh mắt Giang Nam sáng lên, thầm nghĩ trong lòng, nơi đây nếu có những bảo vật khác nhất định sẽ lại càng thêm kinh người. Đột nhiên một bóng ma cự đại bao phủ xuống, Giang Nam ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu cự long màu vàng từ trên trời không trung bay qua, hơi thở áp bách đến nỗi một gốc cự mộc cao chọc trời cũng phải rối rít đổ xuống, oanh hùng thanh thế rất kinh người. Đây là một đầu sinh linh bản xứ của Huyền Đô thất bảo lâm, cực kỳ cường đại, miệng rồng ngậm một viên kim châu. Đột nhiên trong núi rừng phía dưới dâng lên một đạo kiếm quang, giống như sét đánh hướng đầu cự long kia mà chém tới. Đạo kiếm quang này vô cùng bén nhọn, một kiếm chém ra giống như chém ra một quyển sơn thủy đồ án. Cuốn sơn thủy đồ án này âm trầm kinh khủng, âm quỷ đứng vững vàng trên đỉnh núi, hiển nhiên là một môn ma đạo công pháp cực cao. Đầu kim long kia há mồm giống to, rồng ngâm chấn động giống như vạn trung chỗ lên, chỉ thấy một đạo kiếm quang kia biến thành sơn thủy đồ ầm ầm mà nứt vỡ, tính cả đám quỷ cùng nhau hóa thành bụi bay. Trong núi rừng truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Một lão giả tóc trắng xóa, diện mục âm lãnh phóng lên cao, hướng nơi xa bỏ chạy đi. Lão giả này rõ ràng là một vị cường giả, tu vi bị áp chế ở thất bảo đài cảnh, tu vi bản thân không biết cao bao nhiêu, một kích không trúng lập tức vươn người mà đi. Kim long vẫy đuôi gào thét đuổi lão giả kia, đột nhiên kim long biến mất, cướp lấy chính là một ngụm chung lớn kim chói, chuông cao mấy trăm trượng, vách chuông có một kim long vòng ở trên, mà ở bên trong chuông thì treo một viên kim châu to lớn móc ngược xuống. Kim châu va chạm vách chuông, nhất thở thanh âm vang lên vô cùng truyền đến, cạch một tiếng lại vang thật lớn. Lão giả kia kêu thảm một tiếng, đột nhiên thân thể từng khúc băng liệt hóa thành tro bụi. Tiếng chuông này vô cùng mạnh mẽ, thậm chí ngay cả núi rừng phía dưới vô cùng chắc chắn
cũng bị chấn cho không còn sót lại chút gì, uy lực lớn dọa người. Sau khi tiếng chuông vang lên, chỉ thấy miệng chuông lại hóa thành một đầu kim long, trong miệng ngậm lấy kim châu, ở trên không trung du lịch đi xa. Đầu kim long kia là một pháp bảo, chính là thiên long bát âm luyện chế thành pháp bảo. Giang Nam thấy mà mắt mũi trợn tròn, hắn vốn cho rằng đầu kim long này là sinh linh trong huyền đô Thất Bảo Lâm, lại không nghĩ rằng là pháp bảo hóa thành hình long. Từ phủ trong tâm mi tâm của hắn, huyền thai kim nhân kia bắt đầu lập tức bắt được tiếng chuông, từ đó thể ngộ ra thần thông trong tiếng chuông bộc phát ra này. Đây cũng là một môn công pháp tên là thiên long bát âm. Lúc này huyền thai bắt đầu thôi diễn môn công pháp này. Thiên long bát âm chính là phương pháp âm công, một giống núi rừng liền vỡ, uy lực cực mạnh. Ngay cả pháp báo cũng có thể hóa hình, huyền đô Thất Bảo Lâm này đúng là rất cổ quái mà. Giang Nam ánh mắt sáng lên thầm nghĩ, có thể tất cả sinh linh trong huyền đô Thất Bảo Lâm là pháp báo hóa hình mà thành, nói như vậy cũng là một cơ hội thu hoạch rồi. Đầu kim long kia chính là kim trung biến thành, uy lực vô cùng cường đại, thậm chí ngay cả Thất Bảo Đại Cảnh cường giả cũng bị một kích đánh chết. Hiện tại hắn rốt cuộc cũng hiểu vì sao nơi này tràn đầy kỳ ngộ, hơn nữa cũng cửu tử nhất sinh. Muốn đạt được kỳ ngộ liền phải cùng những pháp bảo này liều mạng với nhau, lúc này mới có thể đạt được bảo vật. Mà chút ít pháp bảo uy lực khẳng định mạnh mẽ khó lường như là đầu kim long kia, Giang Nam chỉ có thể buông tha cho ý nghĩ này. Ta được đến thiên long bắt âm, nếu tu vi đầy đủ cường đại là có thể dễ dàng thu miệng kim trung kia. Chỉ tiếc ta hiện tại tu vi quá yếu, còn chưa đi tới trước mặt kim long này sẽ bị nó chấn vỡ mất thôi. À đúng rồi, mới vừa rồi lão già kia tu vi cực kỳ cường đại, hẳn là ma đạo cao thủ, không biết sau khi hắn chết đi có để lại cái bảo bối gì không đây. Giang Nam trong lòng khẽ động, về phía trước bay vút đi. Cũng không qua bao lâu lên đến nơi lão giả kia mất mạng, chỉ thấy nơi đó đã biến thành một mảnh phế tích, vốn là núi rừng hoàn toàn đã hóa thành phấn vụn. Tử phong chi địa của lão giả kia ma khí cuồn cuộn, rất là quỷ dị. Rốt cuộc cũng có người đến. Trong ma khí đột nhiên có một thanh âm giả nua cười ha ha nói, thường thiên cũng đối đãi không bạc á, ở lúc ta sắp bỏ mạng đưa đến một cỗ thân thể. Sao ma đạo cường giả kia còn chưa chết sao? Trong lòng Giang Nam cả kinh, đột nhiên chỉ thấy ma khí cuồn cuộn gào thét mà đến, hướng trong thân thể hắn chui vào. Lão giả kia cười hăng hắc nói, tiểu quỷ, chỉ cần lão phu đoạt xá nhục thể của ngươi là ta có thể sống lại, ngươi không cần phản kháng, bởi vì căn bản vô dụng thôi. Ta chính là thần phủ cường giả, thần hồn vô cùng cường đại, ngươi ở trước mặt ta căn bản không có bất kỳ lực phản kháng gì đâu. Thân thể Giang Nam cứng đờ, nhất thời chỉ cảm thấy một lực lượng vô cùng cường đại và tà ác tiến vào bên trong thân thể của mình. Thần hồn thần thức của lão giả kia phủ xuống đến mi tâm của hắn, bắt đầu xâm chiếm nhục thể của hắn. Cà cà, một thân thể tốt mà, mặc dù cực kỳ nhỏ yếu nhưng tu luyện cực kỳ cường đại. Thật nhìn không ra nội tình của ngươi, thật không ngờ lại hùng hậu như vậy. Trong mi tâm của Giang Nam, cỗ ma khí này cổn động hóa thành hình tượng lão giả kia, cao lớn vô cùng, vĩ ngạn vô cùng, tranh trách cười quái dị nói, có thân thể này của ngươi, lão phu là có thể tu luyện lại, làm ít công to, tu vi thành tựu chỉ biết so sánh với trước càng thêm mạnh mẽ hơn thôi. Lão quỷ, nếu ngươi không vào mi tâm của ta, ta còn không cách nào giết ngươi. Bất quá sau khi ngươi đi vào, sinh tử liền không phải do ngươi nữa rồi. Giang Nam mặt giãn ra mà cười, đột nhiên vận chuyển ma ngục huyền thai kinh, trong mi tâm nhất thời hóa thành ma ngục cuồn cuộn, địa thủy phong hỏa bắt đầu khởi động. Hắn lấy thân làm ngục, ngục sở tự thân, ngục luyện tự thân, giống như địa ngục vậy. Ngươi đây là cái tâm pháp gì vậy, so với thiên ma bảo công của ta còn mạnh hơn sao? Lão giả kia sắc mặt kịch biến, thần hồn ở trong ma ngục đau khổ, chỉ cảm thấy ý thức của mình kịch liệt suy yếu, vội vàng phóng lên cao, cố gắng chạy ra khỏi vùng đất kinh khủng này, giận dữ mà hét lên, người rõ ràng là đệ tử trong chính đạo, làm sao có thể tu luyện tâm pháp ma đạo được, hơn nữa tu luyện còn không yếu. Oanh, hắn ở trong mi tâm của Giang Nam chạy loạn, nhưng hôm nay Giang Nam đã đem thân thể phong tỏa, tùy ý hắn trùng kích như thế nào thủy chung cũng không cách nào chạy ra được. Tiểu tử thối, người muốn giết ta căn bản là không thể nào, ta là thần phù cường giả, thần hồn vô cùng cường đại, thần thức vượt qua người không biết bao nhiêu lần, ra không được thì như thế nào đây, ta vẫn có thể giết thần hồn của ngươi, chiếm cứ nhục thể của ngươi. Lão giả kia diện mục dữ tợn, đột nhiên hướng trong tử phủ của Giang Nam phóng đi, muốn đem bắt được thần hồn trong tử phủ của hắn
xé nát mà cắn nuốt. Đột nhiên tử phủ mở rộng ra, một bàn tay kim chói từ tử phủ lộ ra, một tay bắt được lão giả này nắm ở trong lòng bàn tay. Lão giả kia thần hồn kinh hãi, ngẩng đầu mà nhìn lại, chỉ thấy một thần minh kim chói ngồi ngay ngắn ở trong tử phủ của Giang Nam, cùng Giang Nam giống nhau như đúc. Đương nhiên đó là thần hồn của hắn, chẳng qua là cùng người khác không giống nhau, chính là thần hồn của Giang Nam cùng huyền thai tương dung. Thần hồn chính là huyền thai. Người rốt cuộc là người nào đấy? Lão giả kia tâm thần chấn động, thất thanh nói: Người rốt cuộc là vị ma thần nào chuyển thế đấy? Người không cần thiết phải biết đâu, chết đi cho ta. Huyền thai kim nhân khẽ thúc giục pháp lực, chỉ nghe bang một tiếng, thần hồn thần thức của lão giả này hết thảy bị nghiền nát, thần hồn hóa thành một đạo khói xanh, bị ma hỏa trong ma ngục đốt cháy sạch sẽ, không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại có thần thức vô cùng tinh thuần. Huyền thai kim nhân há mồm khẽ hấp, chỉ thấy thần thức của lão giả kia cuồn cuộn mà đến, rối rít tràn vào trong miệng của hắn. Vị lão giả này chính là thần phủ cường giả, mặc dù bị kim long kia chấn vỡ thân thể, không có nửa phần tu vi, nhưng thần thức lại không có suy giảm bao nhiêu, như cũ cực kỳ mạnh mẽ, muốn vượt qua Giang Nam không biết gấp bao nhiêu lần. Hôm nay cỗ thần thức này bị huyền thai kim nhân cắn nuốt, Giang Nam nhất thời chỉ cảm thấy mi tâm của mình bắt đầu trở nên vừa cổ vừa trướng, tựa hồ tùy thời có thể lổ bung. Ông trong mi tâm hiện ra một đạo thần niệm chi luân, 6 đạo, 7 đạo, rồi 8 đạo, trong chớp mắt liền cô động ra 8 đạo thần niệm chi luân, đạt tới thần thông bát trọng. Không chỉ có như thế, thần niệm chi luân của hắn còn đang không ngừng bành trướng, lớn mạnh, càng ngày càng lấp lánh và chói mắt. Giang Nam thậm chí cảm giác được thần niệm của mình cường đại như vậy đủ để cho uy lực thần thông tăng lên gấp bội. Á, đau, đau quá. Mi tâm của Giang Nam chứng đau, càng nhiều thần thức bị huyền thai kim nhân luyện hóa tràn vào thần niệm chi luân. 8 đạo thần niệm chi luân càng ngày càng sáng, thậm chí tự hồ có khuynh hướng hóa thành thực chất. Thần niệm của hắn bắt đầu kết tinh, mơ hồ có thể thấy vô số tinh thể xây dựng từng đạo chuyển luân khổng lồ. Vù, thần niệm thay đổi liên tục, nhấc lên một cỗ cuồng phong gào thét mênh mông, tạo thành từng đạo long quyển, uy lực cực kỳ kinh người. Rốt cục 8 đạo thần luân trong mi tâm Giang Nam bắt đầu hướng thần thức mà biến chuyển. Luyện thành thần thức liền đại biểu tinh thần của hắn đã đi trước một bước, bước vào đạo đài cảnh. Trong tinh khí thần, thần là khó tu luyện nhất, cũng là trọng yếu nhất. Khí đại biểu cho tu vi, tinh đại biểu cho thân thể, mà thần lại dễ dàng thành một khâu bị xem nhẹ nhất, nhưng tầm quan trọng không thua gì tinh khí chút nào. Rất nhiều người bởi vì thần niệm, thần thức không mạnh, do đó vĩnh viễn bị vây ở cảnh giới trước mặt. Thế nhưng Giang Nam là thần niệm đi trước một bước, ở trước tinh khí lần đột phá đến thần thông cảnh, hôm nay lại muốn tu thành thần thức, sắp dẫn đầu bước vào đạo đài cảnh. Nếu như thần thức bước vào đạo đài cảnh, ý nghĩa một chướng ngại lớn nhất mà hắn tu luyện tới đạo đài cảnh đã bị đả thông, từ đó tu luyện sẽ thuận buồm xuôi gió, sẽ không còn có bao nhiêu trở ngại. Vù vù, đạo thần niệm chi luân này thay đổi liên tục, càng lúc càng lớn, khuếch trương đến 2 trượng, 3 trượng, rồi 4 trượng. 8 đạo thần niệm chi luân này càng phát ra sặc sỡ lóa mắt, vô số bảo chỉ từ trong luân xa chiếu xạ ra, sáng lạng vô cùng. Cuối cùng, đệ nhất đạo thần niệm chi luân khuếch trương đến lớn nhỏ 100 trượng. Đạo thần niệm chi luân thứ hai khuếch trương đến 120 trượng. Đạo thứ ba 140 trượng. Dùng cái này mà suy tính, đạo thần niệm chi luân thứ 8 rõ ràng đạt tới 240 trượng. 8 đạo thần niệm chi luân đã khuếch trương đến cực hạn, vô số thần thức xây dựng, tinh thể bắt đầu ngưng tụ. Đệ nhất đạo thần niệm chi luân bắt đầu từ thần niệm hóa thành thần thức, lắng đọng xuống. Ngọc cũng không phải ngọc, mà tựa kim cũng chẳng phải kim, chuyển động lên tối tăm và trầm trọng. Sau đó là đạo thần niệm chi luân thứ 2 cũng bắt đầu biến chuyển, tiếp theo chính là đạo thứ 3 rồi đạo thứ 4. Thần niệm của Giang Nam hóa thành thần thức, ngưng tụ thành đạo thần thức chi luân thứ 7. Hắn rốt cục cảm giác được nhục thể cùng pháp lực của mình mơ hồ có chút khuynh hướng không chịu nổi. Thế nhưng ở giữa thần thức áp bách có xu hướng hóa giải thành hạt nhỏ bé nhất, trong lòng không khỏi cả kinh. Nhục thể của hắn đã đạt tới tình trạng cực cao, thậm chí một kích toàn lực của linh đài cảnh cường giả bình thường, lấy thần thông đầy đủ oanh kích hắn cũng chưa từng oanh giết được, mà pháp lực cũng cơ hồ cùng linh đài cảnh cường giả bình thường ngang bằng, có thể so với các cường giả trưởng giáo đệ tử ở cùng cảnh giới, thậm chí còn có điều vượt xa. Thế nhưng thần thức của hắn vẫn còn quá mạnh mẽ. Thần thức vừa động, vô số thần thức chấn động liền để cho thân thể cùng pháp lực không chịu nổi. Cái này tương đương với một bình ngọc bình thường, trong bình ngọc có thể đựng thủy, thế nhưng nếu như đổ lại kim thủy sẽ bị đập vụn. Nhục thể của hắn chính là một bình ngọc, thần niệm có thể phóng ra ở trong đó,
nhưng thần niệm biến thành thần thức liền có thể để cho nhục thể của hắn phân giải, pháp lực bị tan vỡ. Đạo thần thức chi luân thứ 7 của Giang Nam hoàn toàn thành hình, hắn thậm chí cảm giác được 7 đạo thần thức chi luân của mình chỉ cần đồng thời chuyển động xuống thôi, thân thể mình sẽ bị chấn động thành tro, pháp lực cũng muốn thiêu đốt sạch sẽ. Đạo thần thức chi luân thứ 8 ngưng tụ được một nửa, cỗ cảm giác nguy hiểm mãnh liệt này liền phát ra kinh khủng, tựa hồ chỉ dựa vào 8 đạo thần thức chi luân này là có thể đem nhục thể của hắn mà đè sập. Mà vào lúc này, thần thức của vị Thiên Ma Tông lão giả kia, hắn bất quá chỉ luyện hóa nhất thời có nửa khắc, còn có hơn phân nửa thần thức chưa luyện hóa. Nếu những thần thức này hết thảy bị luyện hóa, 8 đạo thần thức chi luân tất có hoàn toàn thành hình, hóa thành thần thức đạo đài. Ta không thể đem 8 đạo thần niệm chi luân hết thảy luyện thành thần thức được, nếu không ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Nam tâm niệm hơi động, Huyền Thai Kim Nhân đột nhiên há mồm, đem hơn phân nửa thần thức chưa luyện hóa hết thảy một hơi phun ra. Một người sau khi chết, thần niệm thần thức rất nhanh sẽ tiêu tán. Mặc dù hắn nắm mồm phun ra những thần thức này, qua không lâu những thần thức này cũng sẽ trừ khử mất tích. Đây chính là thần thức sao? Giang Nam nhắm mắt lại, dùng thần thức đi xem thế giới xung quanh, chỉ cảm thấy trong thiên địa hết thảy trở nên nhẵn nhụi cùng chậm lên, phảng phất có thể thấy được không khí khắp mặt đất, thậm chí quỹ tích vận chuyển trong từng cọng cây ngọn cỏ. Đó là tự nhiên chi đạo, bình tĩnh tường hòa, không có nửa phần sát cơ. Từng cọng cây ngọn cỏ tê thần minh trong cỏ cây chính là nó tích chứa tự nhiên chi đạo, đó là đại đạo, làm cho người ta cảm động, tràn đầy sinh cơ bừng bừng, sinh mệnh lực cũng vô cùng ương ngạnh. Giang Nam hướng mặt thân mình nhìn lại, thấy được thân thể mình không phải là một bản thể, mà là hàng tỷ, hàng vạn hạt thật nhỏ tạo thành, mà trong vô số hạt lại tích chứa vô số hạt, giống như trước cũng tích chứa sinh mệnh chi đạo vô cùng bằng bạc. Những hạt này sinh lão mệnh tử, giống như con người, hắn thậm chí còn có thể thấy trong những hạt này xen lẫn tạp chất mà mắt thường không cách nào nhìn thấy, không cách nào cảm giác được. Đây là hắn từ trước không thể cảm giác, không thể nhìn thấy, coi như là Đâu Xuất Thần Hỏa cùng U Minh Thần Thủy cũng chưa từng luyện hóa tới đó. Bất quá, hắn luyện thành thần thức là có thể nhìn càng thêm tỉ mỉ, có thể thử luyện hóa khu trừ những tạp chất này để cho thân thể trở nên càng thêm hoàn mỹ. Đáng tiếc còn cái một bước mới có thể ngưng tụ đạo thần thức chi luân thứ 8 được. Nếu ngưng tụ thành công, ta có thể để cho thần thức bước vào đạo đài cánh. Trong lòng Giang Nam thầm than, hắn thầm nghĩ, không biết ta bây giờ có thể kết thành thần thức đạo đài hay không. Hắn nhắm mắt lại, chỉ thấy một đạo thần thức chi luân phủ lấy một đạo thần thức chi luân khác, dần dần hóa thành một cái luân thai cự đại. Đây là thành thức ban đầu của thần thức đạo đài. Đạo đài chính là lấy thần niệm chi luân ngưng tụ thành. Bất quá điều kiện tiên quyết là cần thần niệm hóa thành thần thức, lấy thần thức làm trụ cột, thần thông hóa thành đạo văn xây dựng mà thành. Thần thức đạo đài này mới vừa ngưng tụ, liền ngay sau đó liền hỏng, trở lại thành 8 đạo thần thức chi luân như cũ. Bất quá hắn cũng không có nổi giận, thần thức của hắn đã cực kỳ cường đại, cường đại đến trình độ thân thể cùng pháp lực đều không thể thừa nhận. Đây đã là thành tựu thật lớn. Chẳng qua hắn tinh tế quan sát 8 đạo thần thức chi luân này, vẫn còn thấy trong những thần thức này có chứa nhiều tạp chất, thần thức cũng không ổn định, hẳn là hắn cắn nuốt luyện hóa thần thức người khác, cũng không phải là mình tân tân khổ khổ tu luyện ra, vì vậy cũng không được thuần túy. Mặc dù trước mắt thần thức của hắn có thể được xưng tụng là cực kỳ cường đại, thế nhưng tương lai theo tu vi hắn càng ngày càng tinh thần, thần thức không tinh khiết này liền có thể hạn chế thành tựu của hắn. Loại thần thông thứ tư của ta, thần niệm thần thông, phải sớm ngày mở ra, đem thần thức mài tinh thần. Trong mắt Giang Nam tinh quang chớp động, đạo đạo thần thức chi luân bay trở về mi tâm, rơi vào sau ót của Huyền Thai Kim Nhân, thay đổi liên tục không nghỉ. Hắn thầm nghĩ, lấy cường độ thần thức hiện tại của ta, không biết có thể bắt đến Kim Trung biến thành Kim Long kia hay không. Trong lòng Giang Nam thình thịch đập loạn. Giang Nam đã thư diễn ra pháp môn chế tạo Kim Trung, Thiên Long Bát Âm, lấy Mang Ngục Huyền Thai Kinh, lại cộng thêm thần thức vô cùng cường đại thúc dục Thiên Long Bát Âm, liền vô cùng có khả năng đem công trung này mà tế luyện. Cử động lần này cực kỳ nguy hiểm, nếu đầu Kim Long kia phản kháng, chỉ sợ nhẹ nhàng một cái chấn động sẽ chấn thành bụi bay. Bất quá có Thiên Long Bát Âm công pháp, hơn nữa thần thức cường đại của hắn là rất có thể tế luyện được, dưới mạo hiểm sẽ có hy vọng thành công. Ngay cả bảo vật của vị ma đạo lão giả này cũng bị Kim Trung kia phá hủy, có thể thấy được uy lực của Kim Trung mạnh bậc nào. Mới vừa rồi phương hướng Kim Trung biến thành đầu Kim Long bay đi chính là dãy núi bên cạnh kia. Cầu phú quý trong nguy hiểm không bằng đi vật lộn đỏ sức một lần.
Giang Nam phóng lên cao, đang muốn hướng phương hướng kim long kia rời đi đuổi theo, đột nhiên một cỗ nguy hiểm mãnh liệt xông lên đầu. Có người đánh lén ư? Ma trùng mã thể. Giang Nam mới vừa thi triển ra ma trùng mã thể, một vòng mặt trời chói chang dâng lên, long trụ ma trùng bao lại toàn thân, đột nhiên một đạo thần thông oanh tới, hóa thành một cây kim trụ chống trời, ầm ầm nện ở đỉnh đầu của hắn. Cạch. Ma trùng chấn động không nghỉ, đem cây kim trụ chống đỡ, chấn đến Giang Nam toàn thân tê dại. Nếu không phải tu vi của hắn so sánh với trước tiến rất xa, tu thành thần thông lại đem lục phủ ngũ tạng luyện đến vô cùng mềm dẻo, một kích kia sẽ đánh cho hắn tan xương nát thịt. Sao còn chưa chết sao? Một thanh âm truyền đến, nhưng ngay sau đó tiếng sấm gào thét, một cái đại thủ nhô lên cao chụp xuống, năm ngón tay như sấm tràn ngập lôi quang đem Giang Nam mà bao phủ. Tiểu tử này có chút môn đạo, ta giúp hai vị sư huynh một tay. Ngũ lôi ấn. Lại là một cái đại thủ từ dưới đất dâng lên, rơi vào dưới chân Giang Nam, dùng sức hướng về phía trước bày đi. Hai bàn tay năm ngón đan xen, lôi đình liền bắn ra. Hướng hắn xuất thủ thậm chí có một vị linh đài cảnh, hai vị thần thông bắt trọng cường giả. Ba người phát ra ba đạo thần thông làm người ta ứng phó không kịp. Chỉ thấy hai thần thông kia đem Giang Nam bao ở trong đó. Trong lòng bàn tay biến thành một mảnh thế giới hủy diệt, coi như là thần thông bắt trọng cường giả bị ba đạo thần thông này đánh lén cũng sẽ nuốt hận tại chỗ. Thậm chí linh đài cảnh cường giả cũng muốn trọng thương. Xuất thủ đánh lén Giang Nam chính là đệ tử Thái Huyền Thánh Tông, ba người Trần Việt. Ba người này truy kích mà đến, xa xa thấy Giang Nam liền lập tức động thủ, phải tất yếu một kích mà đánh chết. Thái Huyền Thánh Tông đệ tử đông đảo, thực lực đệ tử cũng vượt xa như thường nhân. Ba người này có thể được chọn tiến vào Thất Bảo Lâm, thực lực không phải chuyện đùa, chính là đệ tử siêu quần bạt tụy của Thái Huyền Thánh Tông. Mặc dù so ra kém trưởng giáo đệ tử như Cận Đông Lưu, thế nhưng lại vô cùng lợi hại, cũng không phải là Giang Nam từ trước gặp được Phó Duyên Sinh, Quách Ngọc Chân có thể sánh bằng. Tiểu tử này thừa nhận ba đạo thần thông của chúng ta, lại còn không có chết đi, thân thể làm sao luyện được mạnh như vậy? Một gã đệ tử Thái Huyền Thánh Tông, Lục Thiên, kinh ngạc nói. Chỉ thấy ở trong tay hai người bọn họ, một ngụm ma trung chấn động không dứt, đưa nắm ngón tay của bọn họ chấn đến di động. Một đầu ngón tay khổng lồ nhả lên không nghỉ. Chỉ là một tiểu tử thần thông nhẹ trọng lại có thể thừa nhận mấy vị linh đài cảnh cường giả chúng ta đánh ra ba đạo thần thông mà không chết đi. Khó trách dám khiêu chiến đại sư huynh, đích xác là một nhân tài. Trần Việt hừ lạnh một tiếng, trong mi tâm thoáng hiện một đạo ánh sáng. Chỉ thấy một mặt gương sáng bay lên trời, Trần Việt phun ra một ngụ pháp lực rơi vào trên gương sáng. Hắn cười lạnh nói. Bất quá, hắn cuối cùng là thần thông cường giả, ở trước mặt linh đài cảnh cường giả chính là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Vô lượng kính. Trong mặt kính này nhất thời đạo văn tràn ngập, đan vào thành quang, một cột sáng kích bắn ra, nơi nó đi qua bàn tay thần thông của hai người Lục Thiên như tuyết tan rã. Vô lượng kính nguy lực mạnh đến nỗi đáng sợ, chính là pháp bảo mà Trần Việt tự mình luyện chế. Trong ngày thường lấy linh đài ân cần săn sóc, phối hợp với Trần Việt tự thân tu luyện thần thông cùng vô lượng kính phù hợp, để cho mặt gương sáng này uy năng tăng vọt. Cột sáng oanh đụng vào trên người Giang Nam, mặc dù là ánh sáng nhưng cột sáng lại truyền đến lực lượng dị thường cường đại, như một cây cột màu vàng hung hăng đánh tới, đè ép thân thể của Giang Nam một đường đụng gãy một gốc cự mộc chọc trời. Đong. Cột sáng đụng Giang Nam nằm ở trên mặt đất, đại địa liền run rẩy, mặt đất vô cùng cứng rắn, ở trong cột sáng tan rã xuất hiện một cái cửa động thật sâu. Hiện tại đã chết sao? Trần Việt tay áo một quyển, thu vô lượng kính mặt gương sáng này uy lực quá lớn, cho dù là hắn cũng có chút chịu không nổi. Hắn cười nói, có thể cho ba vị linh đài cảnh cường giả chúng ta xuất thủ, hắn mặc dù chết đi vẫn rất quang vinh. Ai ô, đau quá đi mất thôi. Cửa động bay lên từng sợi khói xanh, Giang Nam áo rách tung tóe từ trong động bay lên, đỉnh đầu ánh mặt trời tỏa sáng, ma trùng chấn động, tự hồ không có bị bao nhiêu thương tổn. Trong lòng ba người Trần Việt nghiêm nghị. Sao như vậy mà không chết ư? Trong lòng ba người Trần Việt cả kinh, ba người bọn họ nhất tề xuất thủ, lại là đánh lén. Hắn là linh đại cảnh tu vi, mà hai người Lục Thiên cũng là thần thông bắt trọng cường giả, đi đánh lén một thần thông nhị trọng cường giả, hơn nữa còn tế lên pháp bảo, lại vẫn không có đem người này mà chém giết được. Các ngươi là đệ tử Thái Huyền Thánh Tông sao? Giang Nam thấy ba người này, trong lòng lửa giận ngập trời, sắc mặt không chút nào thay đổi. Đối với Thái Huyền Thánh Tông, hắn luôn luôn không có hào cảm. Hắn lần đầu tiên gặp phải đệ tử Thái Huyền Thánh Tông tên là Chu Dục, tàn sát người trong chính đạo, còn ý đồ ám toán đám người Giang Nam, Giang Lâm cùng Mộ Yên Nhi.
lần thứ hai gặp phải Thái Huyền Thánh Tông đệ tử chính là đám người Trần Đạo Tử, vì được chiếm linh tuyển của Nhạc Thanh Quốc cũng muốn hắn xuất thủ. Lần thứ ba chính là cận Đông Lưu, nếu không phải Hàn Phương kịp thời chạy tới, hắn và đám người Giang Lâm giờ phút này sớm đã vong hồn. Không chỉ có như thế, còn có ân oán của Lạc Hoa Âm cùng Thái Huyền Thánh Tông, vô luận từ phương diện nào, Giang Nam cũng rất khó đối với chính đạo đại phái này sinh ra bất kỳ hảo cảm gì. Lần này lại là đệ tử Thái Huyền Thánh Tông đánh lén hắn, nếu không phải tu vi thực lực của hắn đều có tiến bộ nhảy vọt, lại có tám đạo thần thức chi luân, thần thức thúc dục thần thông uy lực mạnh hơn, để cho Ma Trung Bá Thể thần thông càng thêm vững chắc, lần này tuyệt đối sẽ chết tại đây. Hắn vận chuyển Ma Trung Bá Thể thần thông, lực lượng túc túc mà tăng lên gấp 5 lần, lực lượng bản thân hắn đã đạt tới trăm long lực, tăng lên gấp 5 lần, cường độ thân thể cũng tăng lên gấp 5 lần, loại lực lượng này đã muốn vượt xa rất nhiều đạo đại cảnh cường giả. Đúng vậy, Trần Việt ngạo nghễ nói. Giang Nam, Giang Tử Xuyên, người đắc tội đại sư huynh Thái Huyền Thánh Tông ta, tội đáng chết vạn lần. Hôm nay ba người chúng ta chính là tới lấy tính mạng của ngươi. Vậy sao? Vậy thì chết đi. Giang Nam không chờ hắn nói xong, đột nhiên sải bước lao ra. Trong một khắc cước bộ bước ra kia, bàn tay Giang Nam giơ lên, đợi vọt tới trước mặt ba người. Trong lòng bàn tay thanh thiên như ấn, nhất thời như trời sập, vùi lấp xuống, giống như vạn lôi lổ vang. Ba người Trần Việt chỉ thấy bàn tay của thiếu niên kia nâng lên một mảnh thương thiên, hướng bọn họ ầm ầm đánh tới. Trước mặt nhất thời không còn những màu sắc khác nữa, chỉ còn lại có thương thiên kia đè xuống. Phiên thiên ấn. Trần Việt cười ha hả, không chút sợ hãi nào, cất cao giọng nói. Một tiểu tử thần tông nhị trọng cũng dám hướng linh đài cánh cường giả xuất thủ sao? Ta có thể nói cho ngươi là không biết sống chết gì rồi. Ba người chúng ta là linh đài cảnh cường giả, hai vị sư đệ Lục Thiên chính là thần thông bắt trọng cường giả, là Thái Huyền Thánh Tông ta ngàn chọn vạn chọn chọn lựa tinh anh. Ngươi rơi vào trong ba người chúng ta vây công lại còn dám động thủ phản kháng ư? Hắn nói quả thật không sai, Thái Huyền Thánh Tông đối với Huyền Đô Thất Bảo Lâm cực kỳ coi trọng. Mặc dù có 200 danh sách, nhưng đệ tử trong Thái Huyền Thánh Tông tính bằng đơn vị hàng ngàn, tu vi thực lực cũng muốn vượt xa đệ tử môn phái khác, nhất định phải trải qua khảo hạch tàn khốc mới có thể chọn lựa đệ tử siêu quần bạt tụy ở trong đó. Những đệ tử này chính là tinh anh của Thái Huyền Thánh Tông, là cường giả trong cường giả. Mặc dù tu vi ba người Trần Việt cũng không phải là cường đại nhất trong hàng đệ tử, nhưng ở ngang hàng cảnh giới, thực lực của bọn họ cũng muốn vượt qua đệ tử của môn phái khác. Mới vừa rồi bọn họ đánh lén cũng không chém giết được Giang Nam, cũng không thể nói rằng thực lực bọn họ không đủ, chỉ là bọn hắn không có đem Giang Nam coi vào đâu, chưa từng sử xuất toàn lực mà thôi. Hôm nay ba người sử xuất toàn lực vây công đánh giết một thần thông nhị trọng cường giả, đối với bọn họ mà nói là rất đơn giản. Vây công ta? Là ta một người vây công ba người các ngươi mới phải. Dưới nách Giang Nam, một mảnh cánh tay dài hẹp chui ra, hết thảy là pháp lực biến ảo mà thành, cũng không phải là huyết nhục chi thân chân chính. Một tay cầm bắt trận kim phượng thiên vương chùy, một tay cầm long huyết cốt trượng, một tay bắt được yêu phong phiến, một tay diễn biến phiên thiên ấn, một tay diễn biến bổ thiên ấn, một tay năm ngón giang rộng ra, năm đạo kiếm khí phóng lên cao, hóa thành kiếm sơn cao tới 7-80 trượng, hóa thành đại ngũ hành kiếm trận. Còn có hai cánh tay chính là huyết nhục chi thân, trực tiếp một quyền oanh ra. Đỉnh đầu hắn ánh sáng mặt trời sáng rượu, long trụ giơ lên, ma trung chấn động, trong nháy mắt cung cấp cho hắn khí huyết vô cùng tràn đầy, đem lực lượng của hắn thoáng cái tăng lên tới 500 long lực. Phía sau hắn bang lên một tiếng, hiện lên khổng tức linh rực rỡ giống như khổng tức xòe đuôi, đó là ngũ hành nguyên lực hóa thành ngũ sắc thần quang. Gào! Giang Nam giống giận, chỉ thấy càng nhiều pháp lực xông ra hóa thành hai đỉnh đầu khác, một thân ba mặt, mi tâm mỗi một khuôn mặt đều có thần thức xông ra hóa thành một con mắt dọc. Ba mặt, chín mắt, tám cánh tay, cái này cơ hồ là hình thái cuối cùng của hỗn nguyên nhất khí khổng tước minh vương kinh. Trên trời dưới đất không cái gì không rơi vào đáy mắt, trên dưới chừng bốn phương tám hướng không khỏi ở trong phạm vi công kích của hắn. Hắn một mình là đánh ra đủ loại thần thông, thúc dục bắt trận kim phượng thiên vương chùy, long huyết cốt trượng cùng yêu phong phiến, cần thần thông đối ứng, cộng thêm phiên thiên ấn, bổ thiên ấn, đại ngũ hành kiếm khí cùng ngũ sắc thần quang, thiên nhãn thông, địa nhãn thông, ở trong một chỗ có tất cả chín loại thần thông, cộng thêm Ma Trung Bá Thể thần thông là một loại thứ 10. Nhất cỗ tác khí đánh ra 10 loại thần thông, coi như là thần thông bắt trọng cường giả cũng không cách nào làm được như vậy, chỉ có đạo đại cảnh cường giả mới có thể nhất cỗ tác khí thúc dục nhiều thần thông như thế. Thế nhưng Giang Nam là thần thông nhị trọng cường giả,
lại cứ như vậy làm được, hơn nữa không có chút chắc trở nào. Thật ra thì từ đầu đến cuối, hắn tu luyện chỉ là một loại tâm pháp, đó chính là Ma Ngục Huyền Thai Kinh. Vô luận Ma Trung Bát Thể Thần Thông hoặc là Thiên Thủ Trọng Lâu Đại Thần Thông cũng là một loại thủ đoạn vận dụng Ma Ngục Huyền Thai Kinh, mà những loại thần thông khác tất cả đều là Ma Ngục Huyền Thai Kinh thúc dục, cũng không phải là chân chính tu luyện môn công pháp kia. Hắn đi vẫn là một môn tâm pháp chứng đạo, tâm không có vật gì khác, chỉ tu một môn. Thế nhưng thúc dục 10 môn thần thông, hắn liền có thủ đoạn công kích không thua gì đạo đại cảnh cường giả. Hơn nữa, ở Ma Ngục Huyền Thai Kinh thúc dục, lực công kích tăng vọt, uy lực cũng tăng lên gấp bội. Giang Nam phe này động thủ, ba người Trần Việt, Lục Thiên nhất thời cảm giác được áp lực đập vào mặt. Tám cánh tay của Giang Nam trên dưới lần lượt thay đổi, tiến sát từng bước, Long Huyết Cốt Trượng rơi xuống, ầm ầm tăng vọt, hóa thành một cây dài đến 16, 17 trượng, mặt ngoài cốt trượng trải rộng, long lân áp lực hết thảy. Yêu phong phiến phiến ra, tốn phong đại tạc, trong gió vô số yêu vật gào thét chạy trồm tới. Thiên Vương Chủy đánh ra, oanh nổ một tiếng, đầu chủy tăng vọt như núi, ong ong cổn động, một cơn gió phong bạo từ đó bay ra, lệ thanh cao gọi, rơi vào trên đại chủy. Lại có phiên thiên ấn, bổ thiên ấn, đại ngũ hành kiếm khí phun súng ra, bén nhọn vô cùng, chấn áp hết thảy. Không chỉ có như thế, quả đấm của Sang Nam rõ ràng cũng là một loại thủ đoạn công kích cực kỳ cường đại. Nhục thể của hắn thật sự quá mạnh mẽ, một quyền chào ra liền có 500 long lực. Mặc dù chưa nói tới di sơn đào hải, nhưng một quyền này đi xuống, nếu không ngăn cản, tuyệt đối sẽ bị hắn một quyền đánh cho nổ nát. Mấu chốt nhất chính là đám người Trần Việt đón lấy phiên thiên ấn, liền thấy Long Huyết Cốt Trượng hung hăng đập tới. Mới vừa ngăn cản Long Huyết Cốt Trượng, lại có phiên thiên ấn đáp tới, bổ thiên ấn nện xuống. Từng loại thủ đoạn công kích thay đổi liên tục, giống như đồng thời đối mặt với 4-5 người vây công. Giang Nam một thân tám tay, ba mặt chín mắt, thượng quan thiên, hạ xem địa, nhìn bốn phương tám hướng không khỏi chiếu ứng đầy đủ. Cuồng phong lốc vũ, đây chính là thế công cuồng phong bão táp mà tới. Ngũ Lôi Ấn, Vô Lượng Kinh, Huyền Môn Thánh Thế. Đám người Trần Việt, Lục Thiên rối rít giống giận, riêng phần mình thi triển thủ đoạn mạnh nhất, toàn lực chống cự Giang Nam vây công. Không sai, đúng như Giang Nam đã nói, bọn hắn thật sự là bị Giang Nam vây công. Các loại thần thông uy lực cường đại thay nhau mà rơi xuống, đánh cho bọn họ luống cuống tay chân, đánh cho bọn họ mệt nhoài mà ứng phó, đánh cho bọn họ không được rảnh tay. Lục Thiên Ngũ Lôi Ấn đón nhận phiên thiên ấn, oanh một tiếng nổ, thanh thiên đè xuống, ngũ lôi tan biến, năm ngón tay của Lục Thiên nhất thời thình thịch mà nổ tung. Thế nhưng ngay sau đó, cánh tay băng băng toái rụng, xương cốt gãy lìa, không khỏi kêu thảm một tiếng. Yêu phong phiến lên, tốn phong đại tác, cơ hồ đem ra thịt của Lục Thiên tan rã. Ngay sau đó Giang Nam lại một quyền oanh ra, Lục Thiên đưa tay liền đón, thịch thịch lại một tiếng, cánh tay nhất thời lại nổ bung. Ngay sau đó lại một đạo bổ thiên ấn đắp giới, một chưởng vỗ vào đầu lâu của hắn, pàng, đầu của hắn bị lực lượng vô cùng ép vào lồng ngực. Bổ thiên ấn tiếp tục đè xuống, chỉ nghe xương cốt gãy lìa không ngừng truyền đến. Vị linh đại cảnh cường giả này lại bị ép tới lồng ngực không ngừng băng liệt xuống phía dưới, pang pang áp đến bàn chân, trực tiếp vỡ thành một đống bùn máu. Trong mấy chiêu đánh chết một gã thần thông bất trọng cường giả. Cùng lúc đó, Giang Nam vung Long Huyết Cốt Trượng lên quét ngang tên còn lại. Người nọ mới vừa đón lấy Long Huyết Cốt Trượng, liền thấy năm tòa kiếm sơn rơi xuống đem hắn bao ở trong. Đại ngũ hành kiếm trận đem phiến không gian kia hiện đầy kiếm khí, ngũ hành lực bộc phát ra. Người này không hổ là thần thông bất trọng cường giả, ngạnh kháng đại ngũ hành kiếm trận như cũ không chết. Giận dữ quát lên một tiếng, phá trận mà ra, cả người bị kiếm khí cắt đến nỗi máu tươi lâm ly, bị thương rất nặng. Hắn mới vừa phá vỡ kiếm trận, đột nhiên ngũ sắc thần quang rơi xuống, lại bang một tiếng dính vào chân thần quang. Người này giống giận ra sức phá vỡ ngũ sắc thần quang, đột nhiên sắc trời tối sầm, ngẩng đầu mà nhìn lại, chỉ thấy đầu chùy như một tòa núi nhỏ rơi xuống, hung hăng nện ở trên mặt của hắn. Vị thần thông bất trọng cường giả này mặt nhất thời sụp đổ, đầu bị cự chùy nện đến biến thành một trang giấy dán ở trên đầu chùy. Đại chùy tiếp tục nện xuống, đem cả người hắn đập thành một tờ giấy thịt. Một người đối kích hai đại thần thông bát trọng cường giả phải bỏ mình. Trần Việt toàn lực thúc dục Vô Lượng Kính đối chiến với Giang Nam công kích. Thực lực của hắn là mạnh nhất, chính là linh đại cảnh cường giả. Tu sĩ bước vào đạo đại cảnh liền bắt đầu tiếp xúc đến đạo văn, đem thần thông luyện thành viên mãn, hóa thành đạo văn tụ hợp ở bên trên đạo đài. Thực lực so với thần thông bát trọng liền đã tăng lên mấy lần. Thực lực của hắn đúng là mạnh mẽ, luân phiên đỡ Giang Nam công kích. Thậm chí phiên thân ấn, bổ thiên ấn cũng không thể phá vỡ Vô Lượng Kính bắn ra thần quang. Công kích của tiểu tử này thật là mạnh. Trần Việt trong lòng hoảng sợ,
Lực công kích của Giang Nam quả thực ra ngoài dự liệu của hắn, liên tục hơn 10 đạo công kích như cuồng phong rơi xuống, chấn cho Vô Lượng Kính run rẩy không nghỉ. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy công kích của thần thông nhị trọng cường giả lại mãnh liệt như vậy. Nhất cỗ tác khí, suy ba mà kết. Đợt công kích thứ nhất của tiểu tử này sinh mãnh như vậy, chỉ cần khiêng qua đợt công kích thứ nhất thôi, để cho ta và hai vị sư đệ liền thở dốc rồi, liền là tử kỳ của hắn ta. Trần Việt lòng tin bừng bừng, toàn lực thúc giục Vô Lượng Kính, đem nguyên lực mặt pháp bảo này ở trình độ lớn nhất kích phát ra, cao giọng mà quát lên: "Hai vị sư đệ, lên thủ diệt trừ hắn ta!" Bốn phía không người nào lên tiếng. Trần Việt vội vàng nhìn lại, chỉ thấy hai người Lục Thiên đã biến thành hai cỗ thi thể. Giang Nam xuất thủ quá nhanh, hắn chỉ lo đón đỡ ba đạo phiên thiên ấn này, chưa tỉnh lưu ý đến hai người Lục Thiên đã chết ở trong tay Giang Nam. Trần Việt không khỏi toát ra ôm tùm lạnh lẽo, ngạnh kháng ba vị cường giả bọn họ công kích mà không chết, thậm chí có thể tiếp được pháp bảo Vô Lượng Kính công kích. Dưới một kích liền giết chết hai vị thần thông bắt trọng cường giả, người như vậy thật sự là thần thông nhị trọng cảnh giới hay sao? "Vị sư huynh này, chỉ còn lại có ngươi thôi." Giang Nam đứng ở trước mặt Trần Việt, giống như một pho tượng ma thần, trên cao nhìn xuống Trần Việt, ba khuôn mặt đồng thời mở miệng, thanh âm ùm. "Ngươi muốn chết như thế nào đây?" "Tiểu tử, không thể phủ nhận ngươi thật sự rất mạnh." Trần Việt rất nhanh tỉnh táo trở lại, đỉnh đầu gương sáng treo cao bao lại quanh thân, cười lạnh nói: "Bất quá, cảnh giới chênh lệch chính là chênh lệch, không phải là dựa vào tâm pháp liền có thể đền bù. Ta chính là linh đại cảnh, người bất quá thần thông nhị trọng, trong lúc đó xây xích 6 đại cảnh giới. 6 cảnh giới này, ta liền có thể đem người áp chế đến xích sao rồi." "Nói nhảm nhiều làm gì, ta còn trực tiếp đánh chết ngươi." Oanh! Giang Nam một bước bước ra, không khí kịch liệt chấn động, không khí bốn phía trong nháy mắt bị thân thể của hắn di động ép tới biến thành tường lấp kín, phảng phất một tòa núi lớn cấp tốc về phía trước đánh tới. Đây là lúc thân thể đạt tới cảnh giới cực cao thể hiện ra, chỉ có thể nói rõ thân thể của Giang Nam mạnh đến nỗi không hợp thói thường, mạnh đến nỗi kinh khủng. Giang Nam vung tay lên, 8 cánh tay, long huyết cốt trượng, bắt trận kim phượng thiên vương chùy, yêu phong phiến, phiên thiên ấn, bổ thiên ấn, đại ngũ hành kiếm trận và quả đấm hướng Trần Việt oanh qua. Oanh! Hắn một thân ba mặt đồng thời há mồm giống to, giống như thiên long ngâm nga, rõ ràng là vận chuyển loại thần thông thứ 11, từ miệng thiên long bắt âm chuông kia học tới thiên long bắt âm đại thần thông. Dòng ngâm chấn động đánh sâu vào Vô Lượng Kính, mặt gương sáng này tia sáng nhất thời ảm đạm xuống. Cùng lúc đó mi tâm của Giang Nam chấn động, đạo đạo thần thức chi luân hiện ra, có tất cả 6 đạo thần thức chi luân vô cùng khổng lồ, ong ong chuyển động. Trong 6 đạo thần thức chi luân, một đầu sư tử vô cùng khổng lồ lộ ra đầu to lớn, há mồm giống to. Loại thần thông thứ 12, thủ đoạn công kích thần thức sư tử ấn. Thần thức một khi đánh sâu vào, tính nguy hiểm thậm chí không thua gì sau đó pháp lực. Chỉ cần hơi không cẩn thận, đại não sẽ bị hóa thành một bãi tương hồ. Thần thức của Giang Nam đã vô cùng cường đại, mặc dù còn chưa tu luyện tới thần thức đạo đài, thế nhưng thần thức của hắn mạnh so với thần thức đạo đài của Trần Việt, vị linh đại cảnh cường giả này mạnh hơn mấy phần. Thần thức đánh sâu vào, đầu óc của Trần Việt không khỏi một trận hôn mê, pháp lực không được yên, quang mang của Vô Lượng Kính nhất thời ảm đạm xuống. "Chết đi!" 8 cánh tay của Giang Nam rơi xuống, Trần Việt oanh một tiếng nổ, chết không có chỗ chôn. "Dám đánh lén ta, chết không có gì đáng tiếc cả." Giang Nam tản đi thần thông ma trung bát thể, vung tay áo một quyền, đem bảo vật từ trong tử phủ của đám người Trần Việt, Lục Thiên tuôn ra hết thảy cuồn cuộn nổi lên. Nhìn lướt qua cũng không có phát hiện đồ đạc đặc biệt giá trị gì, chỉ có vài món bảo khí cùng mấy bình linh đan lúc này thu vào tử phủ trong mi tâm. "Thái Huyền Thánh Tông nhiều lần muốn giết ta, ngay cả muội muội của ta cũng thiếu chút nữa chết ở trong tay Cận Đông Lưu. Thật đem Giang Tử Xuyên ta là quả hồng mềm, muốn nắn thì nắn sao?" Giang Nam dâng cánh bay lên, hướng phương hướng kim long kia bay đi, bão táp mà tới, lửa giận trong lòng như cũ không tiêu. "Thái Huyền Thánh Tông thật sự là khinh người quá đáng rồi, ỷ vào gia đại nghiệp đại, lạm sát kẻ vô tội. Sau này gặp phải đệ tử Thái Huyền Thánh Tông, ta cũng mở một sát giới, giết một cách thống khoái thôi." Hắn vỗ cánh phi hành vạn dặm, dọc đường chỉ nhìn thấy núi rừng bị đổ thành dạp, từng tấm một, như một cự long khởi hành bơi qua núi rừng. Nhưng đây không phải là cự long bơi qua, mà là miệng kim trung kia biến thành kim long từ trên trời bay qua, khí thế áp bách to lớn tạo thành cảnh tượng kinh khủng như này. "Kim trung này uy lực quá mạnh, nó thật là một pháp bảo thất bảo đại đạo cảnh sao?" Giang Nam hé mắt,
trong lòng có chút hoài nghi. Hắn từng ở Linh Tú Phong được chứng kiến đủ loại pháp bảo thần phổ cấp của thế hệ đi trước, uy lực kinh người, thế nhưng xa xa không có biến thái đến loại trình độ này. Có thể nói hắn từ trước đã thấy pháp bảo, chỉ có chấn giáo chi bảo mới thắng được kim trung này. Nếu không thể thu kim trung này, ta liền chỉ có thể chạy thôi. Phi hành không biết bao lâu, Giang Nam đột nhiên cảm giác được phía trước truyền đến ba động mênh mông. Từng tiếng hồng trung nổ vang truyền đến, đem dãy núi phía trước chấn đến di động. Một ngọn núi lớn cao tới ngàn trượng đột nhiên sụp đổ, tràng diện kinh thiên động địa, thời gian kéo dài rất lâu mới hoàn toàn rơi xuống, nện đến mặt đất run rẩy không nghỉ. Qua một lúc lâu, một cỗ kình phong cuồng bạo lúc này mới suy phất đến trước mặt Giang Nam. Cuồng phong tịch quyển, đem mây trắng trên đầu hễ quét là sạch, suy hướng xa xôi nhất. Có người cố gắng thu kim trung của ta sao? Giang Nam cũng có chút vô sỉ như ý nghĩ của Lạc Hoa Âm. Vài luồng ba động biến hướng, đột nhiên một đầu cự long phóng lên cao, hướng nơi xa bay đi. Kim long này đương nhiên đó là kim trung biến thành, mới vừa bay đến giữa không trung, liền thấy một ngụm hồ lô từ phía dưới dâng lên, cao đạt tới mấy trăm trượng, to lớn không gì so sánh được, khắp cả người màu xanh. Miệng hồ lô liền mở ra, truyền đến dẫn lực vô cùng, xoẹt một tiếng, liền đem đầu kim long này thu vào trong hồ lô. Một cái nắp bình bay tới, giống như một thanh cự chùy, một tiếng trống vang lên, nhét vào trong miệng hồ lô. Rốt cục nhận được kiện bảo bối này rồi. Một thanh âm vui mừng vạn phần kêu lớn. Hồ lô kịch liệt nhảy lên, bên trong chuyển tới một tiếng chuông, giống như dòng ngâm. Sau đó liền thấy mặt ngoài hồ lô này hiện lên tiếng vỡ ra. Cái thanh âm kia nhất thời thay đổi, kêu lớn: miệng chuông này quá lợi hại rồi, thanh hồ của ta áp chế không nổi, chỉ bằng phóng thích nó ra thôi. Miệng hồ lô này mới vừa mở ra, đột nhiên lại nghe một tiếng rồng ngâm vang lên. Miệng thanh hồ này chia năm xẻ bảy, vỡ đầy đất. Một ngụm kim trung nứt vỡ thanh hồ, âm ầm chấn động, tiếng gầm khổng lồ thậm chí hóa thành thực chất, âm ba màu xanh giống như vô số con cự long mọi nơi mà phóng tới. Oanh! Dãy núi bốn phía bị âm ba phóng đi xa xa mà run rẩy, vô số cự thạch nát bấy, bụi mù tràn ngập. Kim trung này quá mạnh mẽ, lại hủy diệt một thần phù chí bảo của ta. Chủ nhân của thanh âm kia đau đớn vạn phần mà kêu lên. Giang Nam xa xa đứng lại, ngắm nhìn trận đại chiến này, không khỏi cũng rút ra một ngụm lãnh khí. Năm vị đại cao thủ thần phù cấp 6. Xuất thủ vây công kim trung này có tất cả 5 người, hết thảy là thần phù cấp cường giả. Lão quái vật thế hệ đi trước, mặc dù 5 người này tu vi bị áp chế ở thất bảo đài cảnh, nhưng thực lực như cũ cực kỳ cường đại, so sánh với Giang Nam cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. 5 người này đơn thuần lực lượng thân thể liền đạt tới thiên long cho tới vạn long lực, thúc dục pháp lực lại càng kinh khủng, vượt qua xa linh đài cảnh cường giả như Trần Việt có thể sánh ngang. Hơn nữa bọn họ có thần phù cấp pháp bảo, không chỉ một vật, uy lực kinh người, thế nhưng kim trung kia vẫn có thể chạy trốn. Mấy người này so sánh với vị Thiên Ma Tông trưởng lão lúc trước kia còn lợi hại hơn rất nhiều. 5 người liên thủ tuyệt đối có thể thu thiên long bắt âm chuông. Ồ, là nhân vật trưởng lão của Thái Huyền Thánh Tông. Người tới lên tứ cực viêm dương châu kia hẳn là Thạch Long đạo nhân rồi. Ánh mắt của Giang Nam tinh tế quét tới, chỉ thấy một vị lão giả hình dung khô gầy thúc giục 4 viên minh châu. Minh châu rủ xuống dâng lên, hóa thành 4 mặt trời chói chang, nhô lên cao chiếu rọi. 4 mặt trời này chói chang thật có thể nói như là mặt trời ban trưa, có lớn nhỏ khoảng hơn 10 dặm. Bày tứ cực viêm dương đại trận bao phủ phương viên 300 dặm, vây khốn thiên long bắt âm chuông. Tùy ý kim trung này xây dịch biến hóa cũng không cách nào chạy ra khỏi tứ cực viêm dương đại trận phong tỏa. Trong 5 đại trưởng lão của Thái Huyền Thánh Tông, tu vi thực lực của Thạch Long đạo nhân là cao nhất, 4 người khác hơi có không kịp. Giang Nam đã từng thấy qua Thạch Long đạo nhân cách không biết bao nhiêu vạn dặm, một đạo thần thông đánh tới liền đem mấy tòa núi nhỏ lớn nhổ tận gốc, lật tay vỗ mấy tòa núi lớn hết thảy mai một. Cường nhân bậc này cho dù cảnh giới bị áp chế ở thất bảo đào cảnh cũng không phải chuyện đùa. Thạch Long đạo nhân còn không biết đệ tử của hắn là chết ở trong tay của ta, vì vậy chưa có tới tìm ta. Giang Nam ánh mắt chớp động thầm nghĩ: mấy người này vượt xa ta, ta không thể ứng phó được. Nếu như sư tôn ở đây, đoán chừng có thể dùng lực áp chế 5 lão quái vật này cướp đi kim trung. Đổi lại là ta xuất thủ, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn không khỏi động ý rời đi. Ở trước mặt cao thủ như Thạch Long đạo nhân, hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội cướp đoạt thiên long bắt âm chuông. Cạch! Tứ cực viêm dương đại trận kịch liệt lay động, tia sáng đột nhiên ảm đạm xuống. Ánh mắt Giang Nam quét tới, chỉ thấy miệng thiên long bắt âm chuông kia uy năng đại phóng, tám lại âm luật biến hóa không chừng, chỉ công hướng Thạch Long đạo nhân, đem Thạch Long đạo nhân chấn đến không ngừng hộc máu. Đột nhiên hóa thành một đầu kim long xông về tứ cực viêm dương đại trận, liền muốn phá trận mà ra.
Chịu đứng, kim trung này uy năng cơ hồ sắp buông xong rồi, nó hành hạ không được bao lâu đâu. Một vị lão giả cao giọng quát lên. Thiên Long bắt âm chuông âm ầm đánh vỡ tứ cực viêm dương đại trận, đem đại trận này phá vỡ, đang muốn bay đi, đột nhiên một vị Thái Huyền Thánh Tông trưởng lão bay tới, cầm trong tay một thanh đại chùy, lại cạch một tiếng vang lên thật lớn, hung hăng nện ở trên đầu kim long này, đem nó đánh về nguyên hình, hóa thành một ngụm kim trung. Kim trung chấn động, Thiên Long bắt âm hào hào đáng đáng xông về vị trưởng lão này. Lão già này trong miệng máu tươi cuồn phun từ không trung rơi xuống, thậm chí ngay cả đại chùy trong tay của hắn cũng bị Thiên Long bắt âm chấn cho đầy vết rách. Thần phù cấp pháp bảo gặp phải bị thương nặng. Nếu là từ trước, kim trung này một kích thậm chí có thể hư nhục thể của ta. Đem kim chỉ của ta chấn vỡ, uy năng của nó quả nhiên đã tổn hao nhiều, chống đỡ không được bao lâu. Lão già này mặc dù người bị thương nặng lại lộ ra sắc mặt vui mừng kêu lớn. Mấy vị trưởng lão khác tinh thần đại trận, dấu giết thúc giục pháp bảo riêng phần mình, liên tiếp hướng kim trung oanh khứ. Thiên Long bắt âm chuông mặc dù uy năng tổn hao nhiều, không bằng lúc trước, vẫn như cũ uy lực cực kỳ cường đại, liên tục chấn động đem từng kiện thần phù chi bảo mà đẩy lui. Cấp bậc kim trung cực cao, uy lực cực mạnh, dù là thần phù chi bảo ở trước mặt nó cũng như giấy dán tường, vừa mới va chạm liền gặp phải hư hao không nhẹ. Đám người Thạch Long đạo nhân không dám thúc giục pháp bảo nữa, tránh cho hoàn toàn hủy ở dưới công kích của kim trung. Lúc này riêng phần mình bản thân thúc giục thần thông xa xa hướng kim trung này oanh khứ. Thiên Long bắt âm chuông, tiếng rồng ngâm không dứt, tám loại âm luật thay đổi, uy lực như cũ mạnh đến nỗi kinh khủng. Ồ, thật giống như ta cũng không phải là không có cơ hội cướp đi kim trung này. Giang Nam hé mắt liền bỏ đi ý định rời đi, tiếp tục ẩn nấp. Thiên Long bắt âm chuông uy lực có chút ra ngoài dự tính của hắn. Kim trung này là đem năm vị cường giả Thạch Long đạo nhân đánh cho hộc máu không ngừng. Mặc dù uy năng kim trung này đang không ngừng giảm xuống, thế nhưng thương thế của đám người Thạch Long đạo nhân cũng không nhẹ. Lúc xuất thủ uy lực thần thông bắn ra cũng đang không ngừng suy giảm. Thiên Long bắt âm chuông cùng đám người Thạch Long đạo nhân lưỡng bại câu thương, liền cho hắn nhìn ra cơ hội. Người của Thái Huyền Thánh Tông nhiều lần lấn lướt ta, muốn giết ta. Ta đây liền cho các ngươi biết cảnh đoạt thức ăn trước miệng cọp là như thế nào. Trong mắt Giang Nam tinh quang chấp động, ở nơi mi tâm đạo đạo thần thức chi luân lao ra, ong ong chuyển động, có tất cả 8 đạo thần thức chi luân. Hắn ở lúc động thủ đánh chết Trần Việt cũng bất quá là vận dụng 6 đạo thần thức chi luân, tránh cho đem thân thể chấn động thành cho bụi. Bất quá giờ phút này, vì từ trong tay cường giả như Thạch Long đạo nhân cướp đi kim trung, hắn cũng không khỏi không mạo hiểm bị chấn nát. Ma trung bá thể thần thông! Giang Nam quát lên, thúc giục ma trung bá thể, thân thể nhất thể mạnh mẽ gấp 5 lần. Nhưng ngay sau đó thúc giục thần thức chi luân, chuẩn bị tùy thời lấy Thiên Long bắt âm tế luyện kim trung, cho chúng cường giả Thạch Long đạo nhân một cái đoạt thức ăn từ trong miệng cọp. Cuộc chiến này cũng không kéo dài bao lâu, tiếng chuông của Thiên Long bắt âm chuông rốt cục cũng dần dần ảm đạm xuống, uy lực của kim trung này bị đánh áp xuống. Trong pháp bảo tích chứa năng lượng tiêu hao quá lớn, lại không thể giống nhân loại phục dụng linh đan rượu dược tới bổ sung, bị đám người Thạch Long đạo nhân thu phục chấn áp là chuyện sớm hay muộn. Cuối cùng cũng có thể hàng phục kim trung này rồi, một vị Thái Huyền Thánh Tông trưởng lão cười nói. Kim trung này uy lực to lớn như vậy, không uổng công chúng ta liều mạng trọng thương tổn hại thần phù chi bảo bắt nó. Nếu có thể luyện thành thần phù chi bảo, uy lực của nó sẽ cường đại đến trình độ bậc nào đấy? Trên mặt Thạch Long đạo nhân cũng lộ ra nụ cười khó gặp được. Kim trung này tuyệt đối có tiền vốn trở thành chân giáo chi bảo, hơn nữa mấu chốt nhất chính là thần thông luyện chế nó chỉ sợ cấp bậc cực cao. Nếu có thể thăm dò môn công pháp này, lại là một môn đại thần thông rồi. Mau lên thủ đem kim trung này bắt lại, sau khi tế luyện thành công, Thái Huyền Thánh Tông chúng ta liền có thể ở trong Huyền Đô Thất Bảo Lâm hoành hành ngang ngược, người ngăn giết người, thần ngăn sát thần. Đám người Trạch Long đạo nhân phóng lên cao, nhất tề hướng kim trung này chụp tới. Thời cơ đến rồi, thành công hay không là vào thời khắc này đây. Trong mắt Giang Nam tinh quang bạo phát, hít vào một hơi thật dài, 8 đạo thần thức chi luân điên cuồng chuyển động, ong ong tác hưởng. Thần thức cường đại bọc một đạo pháp lực gào thét phóng đi, ngay lập tức trăm dặm ầm ầm xông vào trong Thiên Long bắt âm chuông. Đạo pháp lực này lập tức vận chuyển Thiên Long bắt âm, chỉ nghe ống ngang úm tinh đây bá minh hồng, dòng ngâm vang lên, thần thức của hắn rót vào bên trong bắt âm chuông cùng miệng kim trung này cộng minh. Cạch, tiếng chuông đại chấn, đem đám người Thạch Long đạo nhân chấn đến khí huyết không yên, trơ mắt nhìn pháp bảo này sắp tới tay hóa thành một đầu kim long phá không bay đi. Tới tay không đấy?
Giang Nam nhìn một đạo kim quang này bay đến trước mặt, trong lòng không khỏi mừng rỡ, mi tâm chợt lóe, kim long bỗng nhiên liền bơi vào trong mi tâm của hắn, tử phủ đại môn mở rộng, đầu kim long này bay ra trong tử phủ. Tiểu quý nơi nào đến, lại dám đặt bảo bối của Thái Huyền Thánh Tông ta đây? Hắn mới vừa thu vào kim trung này, nhất thời cảm giác được một cỗ ba động ngập trời truyền đến, không cần nhìn cũng biết tất nhiên là đám người Thạch Long đạo nhân phát hiện tung tích của hắn, trong lòng nổi giận hướng hắn xuất thủ. Đỉnh đầu của Giang Nam vân khí tụ tập vỡ bờ không nghỉ, từng đạo thần thông uy lực vô cùng lớn bắt đầu nhanh chóng tạo thành, hơi thở cực kỳ cuồng bạo, uy lực không phải chuyện đùa. Cỗ hơi thở này thậm chí áp chế đến hắn cơ hồ không cách nào nhúc nhích được. Đổi lại là ta tân tân khổ khổ lấy được bảo bối bị người khác cướp đi, ta so với bọn hắn còn muốn nổi giận. Bất quá đối mặt với người, trong lúc nổi giận tốt nhất là chạy trốn trước đi, chờ bọn hắn tâm bình khí hòa lại đấu để cho bọn họ tiếp theo nổi giận tiếp đi. Ma trung mát thể thần thông, Giang Nam cầm lên, trên đỉnh đầu ma trung chấn động, nhất cử đột phá khí tức thần thông mà đám người Thạch Long đạo nhân tản mắt ra áp bách. Phía sau đột nhiên hiện ra cánh chim chi chít, có tất cả thiên dực nhất thể phách động, nhất thời truyền đến một tiếng oanh, để cho hắn giống như một đạo lưu quang kích bắn ra, trong chớp mắt chính là hơn 10 dặm. Thình thịch, một cái vòng tròn bạch khí cự đại ở phía sau hắn lượn lờ tản mát ra, nhưng ngay sau đó năm đạo thần thông oanh kích xuống, cơ hồ đạp bằng đỉnh núi mà hắn vừa đặt chân. Thiên dực thần độn đại pháp, môn thần thông tốc độ này bị hắn tăng lên tới cực hạn. Ban đầu ở Huyền Thiên Thánh Tông, Giang Nam cũng đã đạt tới gấp trăm lần tốc độ của âm thanh. Hôm nay hắn luyện thành thần thức, tám đạo thần thức chi luân gia trì pháp lực, để cho cánh chim phía sau hắn vô cùng chắc chắn, lực lượng cũng trở nên mạnh hơn, tốc độ so với lúc đó còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Thiên dực liên tục chấn động, một cái hô hấp liền bay ra mấy trăm dặm. Loại tốc độ này làm cho người ta mắt mũi trợn tròn, khó có thể tưởng tượng một thần thông nhị trọng cường giả lại có thể phi hành nhanh đến như vậy. Đoạt bảo vật của chúng ta lại còn muốn đi sao? Đám người Thạch Long đạo nhân điên cuồng mà đuổi theo. Mặc dù bọn họ cùng Thiên Long Bát Âm Chương đối chiến một lúc lâu, thực lực đại tổn, nhưng như cũ không phải là Giang Nam có thể chống cự. Giang Nam quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tốc độ năm người này so với hắn không thể chậm hơn, nhất là Thạch Long đạo nhân hóa thành một đầu thạch long dài đến mấy dặm, trên không trung điên cuồng phi hành, tốc độ so với hắn còn nhanh hơn vài phần. Thạch Long đạo nhân chính là ngoại tộc thành đạo, đạo nhân này bản thể chính là một đầu thạch long ở ngoài điện giảng đạo của Thái Huyền Thánh Tông, không có bất kỳ sinh mệnh gì, bởi vì Thái Hoàng lão tổ cùng nhiều Thái Huyền Thánh Tông cường giả ở trong điện giảng đạo truyền đạo thụ pháp mà dần dần có linh tính tu luyện thành yêu. Thái Hoàng lão tổ thấy có thể từ tảng đá biến thành yêu này có sinh mệnh, liền để cho hắn trở thành đệ tử Thái Huyền Thánh Tông, cũng có thể tu luyện đạo pháp. Thạch Long đạo nhân bắt đầu từ đó đến nay dần dần tu vi càng ngày càng sâu, trở thành trưởng lão. Nhục thể của hắn cực kỳ cường đại, thực lực ở trong nhiều trưởng lão siêu quần bạt tụy. Tiểu quỷ đâu, ngươi là đệ tử Huyền Thiên Thánh Tông sao? Một vị trưởng lão diện mục lành lạnh, thanh âm xa xa truyền đến, rõ ràng vô cùng rõ ràng, truyền vào trong tai của Giang Nam, lạnh lùng nói: Ngươi thật to gan, cho dù là tịch cứng tình cũng không dám đoạt đồ đạc của chúng ta, mà ngươi lại dám sao? Không cần nói nhiều, trực tiếp giết hắn đi. Từng loại thần thông xa xa đánh tới, kinh thiên động địa, trong chớp mắt liền phi tới phía sau Giang Nam, tản mắt ra ba động hủy diệt, bất kỳ một đạo thần thông nào Giang Nam đều không thể đỡ, tuyệt đối sẽ oanh hắn thành cặn bã. Tốc độ của ta còn chưa đủ. Giang Nam giống giận, cái chán mồ hôi cuồn cuộn, điên cuồng vận chuyển Ma Ngục Huyền Thai Kinh, trong nháy mắt đem tốc độ vận hành của Ma Ngục Huyền Thai Kinh tăng lên tới cực hạn, thần luân trong đỉnh đầu đại nhật hừng hực, ma trung chấn động kịch liệt, cung cấp cho hắn khí huyết vô cùng tràn đầy. Thiên dực thần độn đại pháp lập tức bị hắn tăng lên lần nữa, lần lượt từng cái cánh không ngừng bành trướng trở lên to lớn, tốc độ nhất thời báo táp lần nữa, đem năm đạo thần thông oanh tới xa xa vứt ở phía sau. Tốc độ nhanh như vậy sao? Một vị Thái Huyền Thánh Tông trưởng lão thất thanh nói: Tiểu tử này làm sao có thể phi hành nhanh như vậy được? Hỏng bét rồi, ta đuổi theo nữa thương thế sẽ áp chế không nổi đâu. Tốc độ của hắn liền chậm lại, mấy vị trưởng lão khác gầm lên, gia tốc điên cuồng đuổi theo, bất quá khoảng cách cùng Giang Nam là càng ngày càng xa. Mấy vị sư đệ, các ngươi không cần đuổi theo, để ta tự mình đánh chết hắn là được. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 34 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào, hẹn gặp lại.